quý vị và các bạn, trong cái chu kỳ kinh tế trước, cổ phiếu MBB là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất. Chỉ từ năm 2013 đến năm 2018, cổ phiếu này đã tăng giá hơn 500%, và nhà đầu tư vào cổ phiếu này cũng thu được lợi nhuận rất cao. Tôi có một anh bạn đã từng đầu tư cổ phiếu MBB này vào năm 2015, thì đến năm 2018, tài khoản của anh ấy đã tăng gấp hơn 3 lần. Thì trong cái thời kỳ Covid và suy thoái kinh tế như hiện nay, cổ phiếu MBB đã giảm tới mức khoảng 28.000 xuống còn khoảng 14-15.000 đồng, tức là với mức giảm 50%. Vậy, cổ phiếu này liệu có lặp lại lịch sử giúp nhà đầu tư tăng trưởng tài sản một cách rất là mạnh mẽ trong tương lai hay không? Thì sau đây, chúng tôi và các bạn sẽ đi vào chi tiết hơn về cái phần này. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn với cái chủ đề đầu tư chứng khoán, cổ phiếu MBB liệu có hấp dẫn nhà đầu tư hay không. Thì chúng tôi cho rằng MBB hoàn toàn có thể đạt được cái điều đó. Với phần thứ nhất, 5 lý do MBB có thể tăng giá mạnh sau cái cuộc khủng hoảng này. Và thứ hai là cái chiến thuật đặc biệt để nhà đầu tư có thể có cái hiệu quả cao hơn khi đầu tư vào cái cổ phiếu MBB này. Trước tiên, 5 lý do tăng mạnh sau khủng hoảng của cổ phiếu MBB gồm những lý do như sau. Thứ nhất, đó là cổ phiếu MBB có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Thì đây là một trong 4 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam hiện nay, bao gồm Techcombank, MBB, ACB và VPBank. Thứ hai là ngân hàng có nền tảng tài chính mạnh với cái sự hỗ trợ của các cổ đông chiến lược rất lớn như là Bộ Quốc phòng, Viettel, SCIC, Tổng công ty Trực thăng, Tân Cảng Sài Gòn. Và đây vừa là những cổ đông vừa là những khách hàng lớn nhất của cái ngân hàng này. Chúng ta hãy thử tưởng tượng Viettel có cả 100.000 nhân viên, rồi là quân đội nhân dân Việt Nam có cả 2 triệu quân nhân, rồi các cái tổng công ty lớn kia cũng có cả đến tổng cộng hàng 100.000 nhân viên, thì đã giúp cho MBB có những cái lợi thế mạnh như thế nào. Thứ ba, đây là một trong 3 ngân hàng có tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn cao nhất cùng với Vietcombank và Techcombank. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này: khi chúng ta để cái vốn không kỳ hạn, ví dụ như là cái tài khoản của chúng ta thanh toán ở đó, bỏ tiền không gửi kỳ hạn nào, thì chúng ta chỉ hưởng mức lãi suất rất thấp, chỉ 0,5% một năm thôi, nó gần với mức không. Do đó những cái ngân hàng có cái tỷ lệ CASA này cao, hiển nhiên những ngân hàng này được lợi thế rất lớn với cái chi phí giá vốn rất rẻ. Thứ tư, MBB là một trong 3 ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Thì theo chúng tôi, tốt nhất là ACB, sau đó đến Vietcombank và cuối cùng thứ ba là đến MBB. Và thứ năm, MBB có một cái hệ sinh thái khép kín và tương đối hiệu quả. Một là với cái ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng mẹ. Thứ hai là cái lĩnh vực bảo hiểm của MBB cũng rất mạnh với 2 cái thành viên về bảo hiểm. Thứ nhất là MIC, thứ hai là Ogier. Và thứ ba là cái mảng tài chính chứng khoán của MBB cũng hỗ trợ cho cái ngân hàng mẹ phát triển rất là tốt. Về cái lợi thế kinh tranh thứ hai để có thể đầu tư cổ phiếu MBB này, thì chúng tôi cho rằng đây là một cổ phiếu được định giá rất hấp dẫn. Với mức định giá P trên B lịch sử hiện nay đang thấp nhất kể từ khi niêm yết, ở mức 0,93 lần. Quý vị và các bạn hãy thử tượng, đây là một ngân hàng hàng đầu, nhưng mà chúng ta đang mua giá cổ phiếu với cái giá trị thấp hơn so với vốn chủ sở hữu của nó, thì nó mới có lợi thế cao đến như thế nào. Đó. Thì giai đoạn 2012 đến 2014, đây là một giai đoạn hết sức khó khăn của nền kinh tế Việt Nam cũng như của các ngân hàng. Khi nợ xấu thì đầm đìa và phải xử lý rất là mệt mỏi. Tuy nhiên, đến cái giai đoạn này, cho dù tương lai có thể khủng hoảng, có thể nợ xấu tăng, nhưng chúng tôi cho rằng vị thế vẫn hết sức là tốt hơn so với giai đoạn 2012-13 này. Nhưng mà cổ phiếu MBB đã giảm cái mức định giá của mình hiện nay là thấp nhất trong lịch sử rồi ạ. Thì cái mức cao nhất của cái PB là 2.03 lần, thì hiện nay còn có 0.93 lần mà thôi. Và cái lợi thế thứ ba mà chúng tôi cho rằng là rất xứng đáng đầu tư vào
cổ phiếu MBB, đó là định giá PE của cổ phiếu MBB này cũng rất rẻ, rẻ nhất lịch sử. Thì chúng ta có thể thấy PE hiện tại của MBB chỉ 4.85 lần mà thôi, trong khi mức cao nhất là 16.53 lần ghi nhận ở đầu năm 2018. Và ngay cả cái giai đoạn thấp điểm trong lịch sử như 2012 thì PE của nó cũng là 5.83 lần. Và lý do thứ tư chúng tôi đánh giá rất cao cổ phiếu MBB, đó là đây là một cổ phiếu rất hấp dẫn các cái nhà đầu tư nước ngoài. Nước ngoài luôn luôn chiếm cái tỷ lệ sở hữu tại cổ phiếu MBB này là mắc room. Tức là như này, dành cho nước ngoài tỷ trọng bao nhiêu họ đã mua hết sạch rồi, không để hở một cổ nào. Và lý do thứ năm đó là MBB có giá cổ phiếu hiện nay chỉ bằng 1/2 so với nhà giá bán cho nhà đầu tư chiến lược trong cái tháng 2 vừa rồi, tức là chỉ cách đây có chưa đến 2 tháng. Thì MBB đã phát hành riêng lẻ hơn 64 triệu cổ phiếu, cộng thêm chào bán cổ phiếu quỹ cho khối ngoại với giá 27.000 đồng một cổ phiếu, cao gần gấp đôi so với mức giá 15.000. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy cái mức giá hiện nay ở trên sàn nó sell off đến mức như thế nào. Đó, trên đây là tôi đã trình bày về 5 lý do mà cổ phiếu MBB hoàn toàn có thể tăng giá rất tốt trong cái chu kỳ tới. Và tiếp theo, chúng ta phải đầu tư cho cái cổ phiếu MBB như thế nào để hiệu quả. Thì trong đầu tư chứng khoán nói chung và đầu tư vào cổ phiếu nói riêng thì chúng tôi cho rằng cái việc phân bổ tiền cũng rất quan trọng. Thì đối với cổ phiếu MBB này thì chúng tôi nghĩ rằng là nên phân bổ 20-25% danh mục đối với một nhà đầu tư cá nhân. Thứ hai là trong đầu tư chứng khoán, cái chiến lược giải ngân thì cũng quyết định đến cái yếu tố thành công rất lớn. Chúng ta nên chia làm 3-5 lần mua cổ phiếu, và mỗi lần mua theo một mức giá được đề ra trước, chứ không phải mua theo ngẫu nhiên, theo cảm hứng. Và vấn đề thứ ba trong đầu tư cổ phiếu, đầu tư chứng khoán, thì việc lựa chọn vùng giá mua thì cũng giúp cho chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro giảm giá rất tốt. Ví dụ đối với cổ phiếu MBB thì chúng tôi cho rằng nên mua cổ phiếu này ở vùng giá từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì khi mua ở vùng giá này, cái rủi ro giảm giá của chứng khoán MBB sẽ rất thấp, trong khi cái upside của cổ phiếu này sẽ rất cao. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn với cái chủ đề đầu tư chứng khoán cổ phiếu MBB liệu có hấp dẫn không. Thì quý vị và các bạn hãy subscribe kênh của chúng tôi để thường xuyên nhận được những cái kiến thức giá trị chỉ có tại Chứng Khoán TV. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào website azfin.vn để học những bài chia sẻ đầy thú vị của AZFIN về đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu cũng như tài chính cá nhân. Và quý vị và các bạn hãy để lại comment nếu có thắc mắc hoặc quan tâm đến cổ phiếu MBB nói riêng và ngành ngân hàng nói chung, để chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị và các bạn một cách tốt nhất. Và cuối cùng, nếu quý vị và các bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0977 522 860 để có thể nhận được những cái trao đổi tư vấn kịp thời, hiệu quả và phù hợp với quý vị nhất. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả.